hai lần bẻ game ra bóng thành công của đối thủ và chỉ để mất một, qua đó giành chiến thắng với tỷ số 6-4. Set 2 diễn ra với thế trận căng thẳng hơn rất nhiều với quyết tâm thi đấu rất cao của Khachanov. Tuy nhiên khi bước vào loạt tie break quyết định, kinh nghiệm và đẳng cấp của Roger Federer đã được phát huy để giành chiến thắng với tỷ số 7-5. Chung cuộc, Roger Federer đã giành chiến thắng 2-0 với các tỷ số 6-4 và 7-6 sau 85 phút thi đấu. Qua đó có lần thứ 11 có mặt trong trận chung kết Gary Graber mở rộng. Người Anh vẫn đang giữ kỷ lục với 8 lần vô địch. Đối thủ của Roger Federer trong trận chung kết sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Richard Gasquet và Alexander Zverev. Trận đấu này lúc này đang diễn ra và tỷ số đang là 1-1. Chuyển sang những thông tin của môn golf. Ở ngày thi đấu thứ 2 của giải Golf Travelers Championship, dù không thi đấu thật sự ấn tượng nhưng tay golf Jordan Spieth vẫn đang tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Sau khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với chỉ 63 gậy, Jordan Spieth bước vào ngày thi đấu thứ 2 có phần hụt hơi hơn và phải cần tới 69 gậy mới có thể kết thúc vòng đấu này. Dẫu vậy, anh vẫn tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng với thành tích âm 8 gậy, cách biệt 1 gậy so với hai tay golf đang bám đuổi phía sau là Patrick Reed và Joy Merrick. Rory McIlroy dù dính một cú bogey nhưng vẫn may mắn vượt qua được vòng này, trong khi cựu số 1 thế giới Jason